Mình test cái cục OnKill giải mã optical và giải mã DAC kiêm CD kiêm MD kiêm AUX kết nối điện thoại máy tính qua jack 3.5 và đồng thời có cả FM full 108. Nếu như anh em mua thêm điều khiển học thì sẽ bắt được FM full 108 anh em nhé. Đó, cục này chạy hoàn hảo tất cả các chức năng. Mình báo giá luôn, cục này mình bán với giá là 1.500.000 đồng, giá chưa bao gồm đổi nguồn, chưa bao gồm phí ship, chưa bao gồm dây jack. Đó, bán giá cục không là 1.500.000 đồng anh em nhé. Đó, bây giờ thì mình bắt đầu test các cái tính năng của cục dàn. Hiện tại là em mình đang mở chế độ FM full 108. Chế độ này thì anh em phải dò, muốn dò sóng anh em phải dò trên khiển nhé, còn anh em dò ở trên máy thì nó không có tính năng dò. Đó, trên khiển anh em ấn cho em hai nút sang trái sang phải này để dò sóng nhé. Đấy, anh em chọn ở chế độ FM này, chọn FM, anh em chọn ở chế độ ở đây, anh em chọn em chế độ, ví dụ như nó không ở FM thì anh em ấn vào chữ V này nhé, ấn vào nút có chữ video này nhé, đây video trên khiển này, anh em chọn các cái chế độ này, tab này, line in này, digital giải mã này, DCD này, đây là MD này, đây là FM này, đấy tất cả nằm trên cái nút V này, video anh em nhé. Đó, thôi anh em dò sóng anh em ấn nút trái nút phải này nhé. Ví dụ anh em đang ở sóng 100, anh em muốn dò lên 12.7, anh em ấn giữ nút này đến 127, anh em thả thế ra. Đây, anh em nhấp nháy thì sẽ đến sóng 127 đây. Đó, đấy, đi con đầu này thì nó phải dò sóng ở trên khiển anh em nhé. Đấy, còn trên đầu máy nó không có. Rồi, ok em, anh em nghe nhạc mà muốn tăng tiếng bass thì anh em ấn cho em vào cái nút có chữ audio này, đây audio này nhá, nó có hai cấp độ bass này, SC bass off này, SC bass 1 và SC bass 2. Thì anh em để FA2 và FA là tiếng bass sâu nhất nhé, off là tắt tiếng bass này. Đó, rồi bây giờ em sẽ test lần nữa các cái tính năng FM, em test xong rồi nhé. Bây giờ em test đến cái tính năng giải mã của nó đi. Giải mã nó anh em ấn nút này, hoặc trên khiển anh em ấn vào chữ video này cũng được. Đó, là về giải mã này. Đó, giải mã này, đây digital nhé. Con này có tính năng giải mã optical, tức là giải mã độc lập cho cái cặp loa mà em đang ghép, và đồng thời nó giải mã DAC, tức là giải mã cho một cái thiết bị âm ly thứ hai. Đây, hiện tại em đang cắm DAC giải mã sang cái thiết bị cục âm ly này, và em sẽ giải mã cho hai cái loa này nhé, ra hai cái loa này nhé. Em sẽ tắt cái tiếng ở cái cục này đi. Đấy, em sẽ mở bên này lên. Nắng vàng hiu hắt anh ra băng ngồi đây khóc một mình. Hoặc đồng thời anh em chơi hai loa cùng lúc cũng được. Anh em mở volume lên thì đồng thời loa này cũng kêu và loa bên này cũng kêu luôn nhé. Mình anh thôi nghe buồn trôi nghe lại. Đấy, đồng thời hai loa kêu. Ta đang đẹp đôi nay đành xa nhau người ơi biết nói gì. Ví dụ thế. Còn cái cách cắm giải mã nào thì lát em sẽ quay ở phía sau để hướng dẫn các bác cái cách cắm nhé. Đó, rồi đây là giải mã. Em ấn tiếp theo đến tính năng tiếp theo là tính năng line kết nối điện thoại máy tính qua jack 3.5 nhé. Kết nối điện thoại của em, ấn vào nút em cắm cổng line đây. Đưa mây ngàn quá vui, nắng vàng chiếu mùa vui, nụ tóc thơm bàn tơ đang chờ, đem mừng lo anh múa cùng em. Cùng lúc anh em cũng có thể chơi được cả loa này luôn nhé. Mở âm đi ở loa này lên. Em hát lần đôi cho rừng ban. Cái hay của DAC đó là như vậy anh em nhé. Cùng lúc anh em có thể chơi bốn cặp, hai cặp loa luôn cùng lúc rồi. Đó. Rồi tiếp theo em test đến đĩa đọc đĩa CD của nó. Đọc đĩa CD anh em ấn nút này. Chờ một lúc cái đĩa nó loát nhé. Rồi đĩa đã loát xong rồi anh em nhé. Rồi em test lên đĩa MD. MD đã đọc bài. Cục này nói chung là chạy full tất cả các tính năng. Rồi bây giờ sẽ quay qua phía sau để em hướng dẫn anh em cái cách cắm đấu nối dây jack nhé. Mà thôi để em quay ngang cho nó dễ. Dây nó hơi ngắn anh em thông cảm nhé. Lượm chút xíu. Được rồi, đã xong. Đây nhé, cái cách đấu nối là như này. Đây là anh em cắm cổng giải mã optical, anh em cắm vào cổng cổng in cho em nhé. Cổng out anh em không cắm nhé, cắm cổng in cho em. Đó, cắm ở đây là để tín hiệu từ TV xuống này.
Đây là cổng súp của nó này. Đây súp này là anh em đánh súp điện. Đó. Đây là cái vị trí cắm cái jack AUX. Đây. Line đây, line in đây. Line in là AUX nhá. Đó. Tiếp theo, anh em chơi giải mã thì anh em có thể cắm bất cứ cổng nào có chữ out. Ví dụ như cổng tab out này có chữ out này. Hoặc là ví dụ tiếp này, cổng CD room out này cũng được nhá. Nói chung là cổng nào có chữ out thì anh em cũng đều có thể cắm được để làm giải mã sang thiết bị thứ hai. Hiện tại em đang cắm cổng tab out. Đây, cái jack hoa sen đây. Và đồng thời cái jack này em sẽ cắm sang cái thiết bị quân ly bên này. Đấy, để làm giải mã cho ly bên này cũng là đầu hoa sen anh em nhé. Đấy. Đơn giản như vậy thôi. Còn hai cái cầu này là để anh em thiết bị thêm chơi thêm thiết bị ngoại vi equalizer gì đó. Cái này thì nó hơi cao cấp một tí. Thì cho anh em tìm hiểu sau nhé. Còn đây là khu vực cắm bắt loa của cái cục này nhé. Của cục này. FM thì anh em cắm nhầm một đoạn dây điện vào đây. Cắm một đoạn dây điện ngắn mình cắm ngập vào trong lỗ rồi nhé. Thì anh em sẽ bắt FM rất là tốt. Đó. Đơn giản là như vậy thôi. Đó. Và cái cách tương ứng đó là khi mà anh em chơi giải mã thì bên này anh em cắm ở cổng nào, bên này âm ly và anh em cắm ở cổng line 1 thì anh em cũng phải để đúng chế độ line 1 nhé, thì âm ly này nó mới hát nhé. Nhiều anh em cắm xong rồi bảo không biết tại sao bên này nó không hát vì anh em không cắm đúng cổng line 1. Đó. Nếu anh em cắm cái cổng cái dây giải mã này này, dây màu này này mà sang bên này mà anh em cắm cổng line 2 thì anh em chuyển đến chế độ line 2 nó sẽ hát nhé. Đơn giản là vậy thôi, nhiều anh em chưa biết đâu. Đó. Đó là cái cách chơi giải mã là như vậy. Rồi. Em xin phép báo giá lại với cục dàn này thì em bán với giá là 1.500.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm phí ship, chưa bao gồm đổi nguồn, chưa bao gồm dây rắc. Anh em có nhu cầu mua thêm cái điều khiển này để chơi full chức năng, để chơi thêm được đài FM và chỉnh được bát thì anh em thêm cho em là 100.000 thôi. Bình thường khiển em bán 120.000, anh em mua kèm dàn em kèm cục dàn em bán là 100.000 thôi. Đó là 1.600.000 nếu anh em mua cả khiển nhé. Đó. Anh em mua hàng liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Em xin đọc lại số Zalo là 0975 575 262. Cục này có công suất là 48W điện và cục này sản xuất tại Make in Japan đấy nhé. Đó. Đây là số seri của nó nhé. Anh em khớp seri cho em, nếu mà gửi em nhận gửi hàng mà sai seri anh em có thể gửi hàng lại. Đây đít là 3348 anh em nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi hết video.